Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đón khách du lịch quốc tế. Điện Biên thu ngân sách khởi sắc. Thành phố Đà Lạt sẽ tăng cường xử lý nhà kính trên đất lâm nghiệp. Cảnh báo tình trạng mất tiền trong tài khoản vì những đường link ảo. Thành phố Hồ Chí Minh vừa được bổ sung vào danh sách các địa phương thí điểm đón khách quốc tế có hộ chiếu vaccine. Theo đề án thí điểm mà Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng, khách quốc tế cần đáp ứng các điều kiện như có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, thời gian tiêm mũi 2 hoặc mũi 1 có hiệu lực đủ 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm xuất cảnh, hoặc có chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương không quá 6 tháng, có kết quả âm tính với xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận, có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị COVID-19 với mức trách nhiệm tối thiểu là 50.000 đô la Mỹ, tham gia chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp lữ hành. Để các địa phương thuận lợi mở cửa đón khách du lịch quốc tế trở lại, Cục Hàng không Việt Nam vừa có chỉ đạo khắc phục những bất cập trong việc thực hiện quy trình test nhanh. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu thống nhất thực hiện các mẫu tờ khai cho hành khách, khai test nhanh SARS-CoV-2 và phiếu trả kết quả bao gồm hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh. Đối với các hãng hàng không, cần tổ chức test nhanh cho tất cả các hành khách nhập cảnh vào Việt Nam đến và đi qua các nước đã phát hiện ca bệnh nhiễm chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2. Hiện nay, ngành y tế Đà Nẵng đã bắt đầu triển khai đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và theo đó ưu tiên tiêm sớm cho nhóm đối tượng nguy cơ cao, nhiều bệnh nền với khoảng 8.000 người. Hiện nay, với chiến lược tập trung bảo vệ nhóm đối tượng dễ tổn thương với COVID-19, các địa phương đang khẩn trương rà soát đối tượng, đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho từng nhóm người theo đúng thời gian quy định giữa các mũi tiêm. Dự kiến Đà Nẵng sẽ phủ mũi 3 cho nhóm 18 tuổi trở lên vào quý 1 năm 2022. Tính đến nay, thành phố Đà Nẵng đã tiêm hơn 1,9 triệu mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó tiêm mũi 1 cho hơn 975.000 người, mũi 2 cho hơn 957.000 người và mũi 3 cho 7.601 người. Trước đó, thành phố cũng đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, tiêm dứt điểm mũi 1 cho những trường hợp chưa tiêm. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, trên địa bàn thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên xuất hiện trường hợp dương tính với COVID-19, trong đó có nhiều tại các công ty may. Vậy công ty đã có giải pháp gì để vừa ổn định sản xuất, vừa đảm bảo về công tác phòng chống dịch bệnh? Nhờ tầm soát sớm và lên phương án phòng dịch kịp thời, nên ngay sau khi phát hiện và đưa 50 trường hợp F0 đi điều trị, cách ly 80 trường hợp F1, từ ngày 2 tháng 1 đến nay, Tổng Công ty May Hưng Yên đã không phát sinh thêm ca mới. Để vừa ngăn chặn dịch bệnh, vừa ổn định sản xuất, phục vụ xuất khẩu các đơn hàng đã ký kết với các khách hàng trong năm 2022, một mặt công ty cho một xưởng sản xuất gồm trên 400 công nhân nghỉ do xuất hiện các F0, một mặt định kỳ 3 ngày một lần test COVID-19 cho tất cả gần 2.200 cán bộ, công nhân trong công ty. Chúng tôi đã phải kết hợp rất nhiều cái biện pháp đàm phán thương lượng với các khách hàng, lùi lịch giao hàng của một số đơn hàng, rồi điều động cái đơn hàng sang các đơn vị bạn để sản xuất giúp. Bên cạnh đó thì là chúng tôi cũng phát động cái phong trào thi đua tăng năng suất, cải tiến kỹ thuật để bù đắp lại những thiệt hại. Cho đến bây giờ thì chúng tôi vẫn đang đảm bảo toàn bộ tiến độ giao hàng. Nhận thấy tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại một số địa bàn thành phố Hưng Yên, để đảm bảo sức khỏe cho 850 cán bộ nhân viên và ổn định dây chuyền sản xuất phục vụ xuất khẩu, Công ty Cổ phần May Hưng Long 2 đã tuyên truyền để người lao động thực hiện nghiêm 5K, làm bản cam kết không ra khỏi địa bàn vào thời điểm hiện tại, thành lập các tiểu ban phòng chống dịch bệnh, chủ động nhập nguồn nguyên liệu dự phòng tới tháng 6 năm 2022, đồng thời lên phương án sẵn sàng đối phó khi xuất hiện dịch bệnh. Cán bộ nhân viên được sắp xếp thời gian sản xuất, năng suất sản xuất theo từng giờ và đặc biệt là có dự trữ một số cái mặt bằng, một số cái phương tiện để cho cán bộ công nhân viên ăn ở công ty sản xuất ở công ty để đảm bảo được cái phòng chống dịch. Chỉ tính riêng từ ngày 30 tháng 12 năm 2021 đến nay đã xuất hiện 101 bệnh nhân tại các công ty may như Công ty Cổ phần May Hưng Yên, Công ty May Phú Tân, Công ty Cổ phần May 2 Hưng Yên và 24 mẫu nghi ngờ dương tính của Công ty May Kim Toàn.
Hiện các công ty đang phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh, đồng thời tiếp tục ổn định và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo lưu thông hàng hóa. Năm 2021 là năm tiếp tục chịu tác động lớn bởi đại dịch COVID-19. Nhiều lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh bị ngừng trệ, khó phục hồi. Giữa bối cảnh nhiều khó khăn thách thức đan xen, tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế. Và đây cũng là năm đầu tiên khi cả 10 trên 10 huyện, thị xã, thành phố đều hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách nhà nước. Để giảm những tác động tiêu cực bởi đại dịch COVID-19, tỉnh Điện Biên đã triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó như cắt giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và vừa, kéo dài thời gian miễn thuế đất, giãn, hoãn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuế đất, chú trọng cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, ứng dụng công nghệ thông tin để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện các hồ sơ gia hạn, kê khai nộp thuế, hoàn thuế. Tính đến tháng 12, tổng thu ngân sách năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên ước đạt trên 1.550 tỷ đồng, đạt trên 113% dự toán trung ương giao, đạt gần 118% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trong đó, thu ngân sách địa phương ước đạt trên 1.390 tỷ đồng, đạt trên 122% dự toán giao. Khép lại một năm với bộn bề khó khăn thách thức, sự khởi sắc trong thu ngân sách nhà nước đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2021, tạo tiền đề để Điện Biên tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác thu ngân sách trên địa bàn trong năm 2022. Năm 2020, chỉ số CPI của tỉnh Hòa Bình đạt 62,8 điểm, đứng ở vị trí thứ 44 trên 63 tỉnh, thành phố và đứng thứ 7 trên 14 tỉnh, khu vực miền núi phía Bắc, tăng 4 bậc so với năm 2019. Kết quả này không chỉ phản ánh sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị để cải thiện chỉ số xếp hạng, mà còn mở ra nhiều kỳ vọng cho môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh trong những năm tiếp theo. Mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đề ra là tập trung cải thiện chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025, mỗi năm tăng tối thiểu 3 bậc. Để làm được điều này, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo chỉ đạo về cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tổ chức bộ máy tinh gọn. Đặc biệt, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các sở ngành địa phương đơn giản hóa thủ tục hành chính, nghiên cứu cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tại các cơ quan so với quy định hiện hành, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư. Sở sẽ tiếp tục ứng dụng những cái phần mềm về lĩnh vực giao thông, lĩnh vực vận tải, đặc biệt là lĩnh vực vận tải thì sẽ ứng dụng về camera, tuyên truyền hướng dẫn người dân để thực hiện được thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 ngày càng nhiều hơn. Bên cạnh đó, để cải thiện điểm số cũng như thứ hạng PCI theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đề ra, hiện nay các sở ngành địa phương trên địa bàn tỉnh đã quan tâm nâng cao ý thức trách nhiệm công vụ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ thực thi các nhiệm vụ liên quan đến thu hút đầu tư, đẩy mạnh làm việc trên môi trường mạng, ứng dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 để giảm chi phí không chính thức. Hướng dẫn cái quy trình, cái thủ tục hành chính liên thông giữa các luật, giữa các sở ngành với nhau, giữa cái thủ tục đăng ký đầu tư, thủ tục đất đai, thủ tục xây dựng và thủ tục môi trường, làm sao để nhà đầu tư phải tiếp xúc, tức là phải tiếp xúc với cơ quan hành chính ít nhất mà đạt được tất cả các cái kết quả của các thủ tục hành chính mà quy định ở các luật khác nhau. Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Hòa Bình năm 2020 tăng 4 bậc đã góp phần thúc đẩy công tác thu hút đầu tư vào tỉnh trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19. Đây là điều rất quan trọng để thời gian tới thu hút đầu tư của tỉnh Hòa Bình sẽ khả quan hơn. Hai nghị quyết 133 và 60 của chính phủ ra đời được kỳ vọng sẽ mở cánh cửa giải cứu nút thắt về nguyên vật liệu cho dự án cao tốc Bắc Nam. Thế nhưng 6 tháng trôi qua, tình trạng thiếu nguyên vật liệu tại 9 trên 11 dự án vẫn chưa giải quyết được. Hiện vẫn còn thiếu hơn 10 triệu mét khối đất đắp, gây áp lực lớn về tiến độ và chất lượng của các dự án. Câu chuyện này được phản ánh tại hai dự án cao tốc thuộc hai tỉnh Bình Định và Đồng Nai. Sau hơn một năm triển khai thi công, đến nay dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết
thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận vẫn bị chậm tiến độ, mà nguyên nhân chủ yếu là thiếu đất đắp nền. Dự án này phải tận dụng đá để xay làm nguyên liệu đắp nền, nhưng vẫn không thể đủ, còn thiếu tới 4 triệu mét vuông đất. Đây là gói thầu XL03, triển khai thi công được 10 tháng, nhưng đến nay bị chậm 13% so với kế hoạch. Dù sẵn sàng nhân lực và vật lực, nhưng do thiếu đất, nhà thầu phải thi công sôi đỗ. Chậm thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ các cái phần kết cấu bên trên. Không thi công được nền đường thì không thể triển khai được các cái hạng mục tiếp theo. Tương tự, một số gói thầu của dự án Phan Thiết Dầu Dây thuộc tỉnh Đồng Nai hiện cũng khan hiếm nguồn đất đắp với khoảng hơn 3 triệu mét khối đắp nền. Tình trạng thiếu đất đắp xảy ra nhiều nhất tại gói thầu số 3. 23 km của gói thầu cần 2,2 triệu mét khối để đắp nền cao từ 7 đến 9 mét bằng vị trí cầu vượt như thế này. Điều đáng buồn, ngay sát công trình có mỏ đất đã được quy hoạch cho dự án, nhưng không hiểu vì lý do gì mà mỏ đất vẫn chưa được khai thác. Hiện thời tiết đang rất thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, nhưng các nhà thầu, chủ đầu tư khó có thể tận dụng cơ hội vàng này vì thủ tục cấp đất của chính quyền địa phương vẫn chưa hoàn thành. Trước khó khăn này, Bộ Giao thông Vận tải đang khẩn trương tháo gỡ. Vì chúng tôi kiểm soát theo tuần, nên những cái chỗ nào mà nó khó khăn vướng mắc là sẽ tập trung để chỉ đạo và tháo gỡ. Sự vào cuộc đồng hành của bộ, của địa phương, của nhà thầu, của nhà đầu tư, vai trò của các ban quản lý dự án chia sẻ cùng nhau để tháo gỡ những khó khăn. Cao tốc Bắc Nam là dự án giao thông trọng điểm quốc gia và là dự án triển khai với nhiều cơ chế đặc thù để đảm bảo tiến độ. Trong suốt thời gian qua, dự án nhận được sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt từ chính phủ, các bộ ngành. Vì vậy, chính quyền địa phương cần vào cuộc rốt ráo để dự án về đích đúng tiến độ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố thành lập tổ công tác để tổ chức kiểm tra và xử lý tháo dỡ toàn bộ nhà kính, nhà lưới trên diện tích đất lâm nghiệp. Hiện thành phố Đà Lạt đang quyết liệt chỉ đạo các đơn vị chức năng đẩy mạnh tuyên truyền người dân nghiêm chỉnh chấp hành theo chủ trương này của tỉnh. Qua rà soát thì hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Lạt có 458 hộ với 171 hecta nhà kính, nhà lưới xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp và chiếm hơn nửa trên tổng diện tích đất nhà kính, nhà lưới trên địa bàn. Hiện nay, việc tuyên truyền vận động người dân thực hiện việc tháo dỡ nhà lưới, nhà kính đang gặp rất nhiều khó khăn. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt phê bình Chủ tịch các phường 4, 7, 8, 10, 11, 12, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Thọ và xã Tà Nung vì chậm trễ xử lý các công trình nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp. Nguyên nhân để xảy ra tình trạng xây dựng nhà kính trên đất lâm nghiệp trong thời gian qua là sự quản lý yếu kém của các ban quản lý rừng và chính quyền địa phương, cơ sở. Theo lãnh đạo thành phố Đà Lạt, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc này để cố gắng đảm bảo việc cưỡng chế giải tỏa nhà kính trên đất lâm nghiệp đến ngày 31 tháng 3 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, cứ vào thời điểm trước và trong dịp Tết Nguyên đán thì tình trạng chế tạo, tàng trữ và buôn bán sử dụng pháo nổ, pháo hoa trái phép lại gia tăng và có những diễn biến phức tạp. Đặc biệt đã có rất nhiều vụ việc các em học sinh, thanh thiếu niên đã tự tìm hiểu và chế tạo pháo trái phép. Đây không chỉ là hành vi vi phạm luật mà còn tiềm ẩn những mối nguy hiểm khôn lường. Không khó để tìm kiếm những clip hướng dẫn cách làm pháo tràn lan trên mạng xã hội. Người truy cập chỉ cần gõ từ khóa tìm kiếm hướng dẫn chế tạo pháo nổ trên YouTube sẽ xuất hiện hàng loạt clip thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Hiện nay là học sinh, sinh viên có cái hiện tượng là đặt mua các cái loại thuốc pháo trên mạng về từ học cách tự chế. Cái này nội dung này thì cũng rất là nguy hiểm. Quá trình mua bán trao đổi thì có rất nhiều cái thủ đoạn để là đối phó với cái lực lượng chức năng, do đó là cái việc phát hiện bắt giữ là cũng còn hạn chế so với tình hình. Tại nghị định 137 của chính phủ về quản lý sử dụng pháo, tùy thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm thì hành vi tự chế tạo pháo nổ trái phép có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong rất nhiều các vụ việc thì đối tượng vi phạm là các em học sinh chưa đủ độ tuổi bị xử phạt hoặc chịu trách nhiệm hình sự. Do đó, đòi hỏi cần phải có những biện pháp tuyên truyền, giáo dục, quản lý phù hợp với độ tuổi và mức độ nhận thức của các em. Vì vậy, để đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh thì cùng với việc yêu cầu học sinh ký cam kết không chế tạo sử dụng pháo trong dịp nghỉ Tết,
Cùng với đó, các ngành chức năng, các nhà trường và các bậc phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc giáo dục răn đe con em mình trong thực hiện nghiêm các quy định về việc phòng chống sản xuất, đốt pháo. Càng gần cuối năm, tội phạm công nghệ càng diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường lợi dụng sự chủ quan lơ là và thiếu hiểu biết của khách hàng để dùng nhiều chiêu thức khác nhau để yêu cầu người dùng kích hoạt. Từ đó, khách hàng sẽ bị kẻ gian đột nhập tài khoản, rút sạch tiền. Vậy làm thế nào để mỗi người dân nâng cao cảnh giác trước những diễn biến phức tạp của tội phạm công nghệ? Mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi ghi nhận sau đây. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, tình hình tội phạm lừa đảo qua mạng Internet ngày càng gia tăng. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương đưa ra 6 chiêu thức các đối tượng tội phạm thường dùng. 1. Lừa đảo qua thư điện tử. 2. Giả mạo tên ngân hàng gửi tin nhắn, có chứa link giả với nội dung thông báo. 3. Giả mạo đầu số điện thoại, mạo danh cán bộ của cơ quan chức năng trong các cơ quan thực thi pháp luật để thực hiện hành vi lừa đảo, gây sức ép, đe dọa. 4. Qua trang mạng, website, giả mạo yêu cầu nhập tài khoản, mật khẩu OTP giao dịch. 5. Thông qua mạng xã hội, các đối tượng sẽ chiếm quyền điều khiển tài khoản qua mạng xã hội như Facebook, Zalo. 6. Qua giao dịch thương mại điện tử, các đối tượng mở các trang cá nhân bán hàng online, order hàng, sau đó quảng cáo, giao bán các mặt hàng, yêu cầu người tiêu dùng chuyển khoản đặt cọc. Trong cái tỷ lệ mà rủi ro mà bị hacker cũng như là những kẻ gian lấy được tiền trong tài khoản đó, thì cái phần do cái hacker hay do cái tấn công sử dụng cái công nghệ thì chỉ là chiếm một tỷ lệ nhỏ. Còn chủ yếu vẫn là cái tỷ lệ là do người sử dụng chúng ta chưa cẩn thận để lộ những thông tin. Thế chính vì thế cho nên tiếp tục phải tăng cường công tác truyền thông lĩnh vực này. Trên thực tế, đã có nhiều câu chuyện xảy ra ở các địa phương trên cả nước. Các đối tượng phạm tội thường thay đổi phương thức, dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để lấy cắp tiền của khách hàng trong tài khoản. Do vậy, mỗi khách hàng cần tỉnh táo, không chủ quan trước những yêu cầu lạ. Hiện nay, các hình thức lừa đảo phổ biến nhất là hacker gửi tin nhắn với tên miền giống với các ngân hàng, chứa đường link giả mạo trang web của ngân hàng để tri ân, trúng thưởng, khóa hạn mức tài khoản. Do đó, các ngân hàng và tổ chức cung ứng dịch vụ cần nỗ lực trong việc phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tuyên truyền, hướng dẫn sâu rộng, giúp người dân tự phòng ngừa tội phạm. Liên quan tới vụ bé gái 8 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh bị bạo hành dẫn tới tử vong, ngày 5 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án tội giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự và tội che giấu tội phạm theo điều 389 Bộ luật hình sự. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc khởi tố bổ sung vụ án giết người và che giấu tội phạm, đồng thời có quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang, sinh năm 1995, ngụ tỉnh Gia Lai về tội giết người và có quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái, sinh năm 1985, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào ngày 22 tháng 12 năm 2021, trên địa bàn phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận một trường hợp bé gái 8 tuổi tử vong bất thường. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy bé gái sinh năm 2013 sống cùng cha ruột là Nguyễn Kim Trung Thái và bạn gái của Thái là Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Trong thời gian dài đã bị Trang và Thái đánh đập, chửi mắng, hành hạ nhiều lần dẫn tới tử vong. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, ra quyết định tạm giữ hàng hóa, phương tiện và dẫn giải tàu chở 170.000 lít xăng dầu vi phạm về khu vực Bến Cót, huyện Cát Hải, Hải Phòng để điều tra và xác minh làm rõ vụ việc. Trước đó, đêm ngày 2 tháng 1, trên khu vực biển giáp danh giữa Hải Phòng, Quảng Ninh, lực lượng Cảnh sát Biển đã phát hiện kiểm tra tàu chở nhiên liệu mang số hiệu Đức Minh 06HP5909. Thời điểm kiểm tra, trên tàu có 8 thuyền viên. Ông Vũ Văn Thập làm thuyền trưởng, tàu đang vận chuyển khoảng 100.000 lít xăng và 70.000 lít dầu DO. Không có hóa đơn chứng từ, thuyền trưởng và các thuyền viên không có chứng chỉ hành nghề, phương tiện không có giấy tờ hợp pháp. Theo đánh giá của lực lượng Cảnh sát Biển, vụ việc vận chuyển xăng dầu trái phép trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ này có quy mô và khối lượng lớn nhất trong thời gian gần đây. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.